Một video nhanh gọn, cách nhớ 5 khối đa diện đều. Và nếu các bạn thấy video hữu ích, hãy truy cập kênh và đăng ký kênh để theo dõi tiếp những loạt video mới từ thầy. Quay lại vấn đề chính, loại B quy thì mỗi mặt nó là một đa giác có B cạnh, và quy nó làm đỉnh, là đỉnh chung của bao nhiêu cạnh. Chúng ta có các loại như sau: ba ba, tiếp theo 43, ba bốn, 53, ba năm. Như vậy đầu tiên chúng ta cần nhớ là có ba ba, cái số lớn nằm trước 4 3 3 4, 5 3 3 5, tương ứng với tứ diện đều là phương 6 mặt đều, 8 mặt đều, 12 20. Thì bây giờ bắt đầu. Ngay từ tên gọi chúng ta đã có được cái cột số 1 là hình lập phương 6 mặt đều. Đây là 6, 8, 12, 20 và bước tiếp theo. Như vậy chúng ta liệt kê cột đầu tiên 4, 6, 8, 12, 20. Cái thằng đầu tiên là bằng, cái thằng này nhân chiếu lên. Đổi vị trí, đây là 8, 6, 20, 12. Còn cạnh thì sao? Cộng hai này cộng lại trừ 2. 8 trừ 2, 6, 14, trừ 2, 12, 12.